Bất chợt các bạn thấy dòng xe đạp Jag, Silverado, Pinarello, Giant. Wow, chiếc xe đạp đắt tiền, đẹp, một người giàu có. Chắc chơi, chính xác đó là phương châm thiết kế của những dòng xe đạp cao cấp. Mà đội ngũ thiết kế luôn suy nghĩ làm sao để lấy được 2 đến 3 giây ánh nhìn của các bạn khi thấy chiếc xe này di chuyển trên đường. Và thêm một dòng xe đạp ba mẹ con, hay còn gọi là BMC. Wow, đẹp, xịn, chắc hẳn đây là một chiếc xe đạp đắt tiền. Xe đạp Jag sẽ là kênh YouTube chính thức thứ hai của Tâm Đức Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu review xe và cập nhật những chương trình khuyến mãi nhanh chóng nhất đến tay của khách hàng. Xe đạp Jag hứa hẹn sẽ mang lại những video thú vị và review những dòng xe đạp chân thật nhất khi vừa cập bến tại Tâm Đức. Mọi người yêu quý kênh xe đạp Tâm Đức Sài Gòn, hãy cho xe đạp Jag một like và một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Yes, chính xác. BMC là một trong những hãng xe rất rất đắt tại thị trường Việt Nam. Nếu các bạn may mắn thấy được dòng xe đạp BMC chạy trên đường, xin chúc mừng các bạn đã thấy được dòng xe đạp carbon chính hãng đến từ châu Âu. Bởi lẽ đa số những dòng xe đạp BMC tại thị trường Việt Nam là những dòng xe đạp chính hãng. Vì thế hãy thật thận trọng khi mượn một chiếc xe đạp BMC để trải nghiệm nhé. Yeah. Cũng giống như bao hãng xe đạp lừng danh khác, ngay từ ban đầu BMC được thành lập không phải mang tên BMC mà đó là hãng xe đạp Relay, được một người Mỹ thành lập vào năm 1986 tại Thụy Sĩ. Và công ty phải vật lộn với những tài chính khó khăn của thị trường và mãi đến năm 1995 mới chính thức thành lập BMC. Mặc dù đạt được nhiều thành công, tuy nhiên đó chỉ là một nền móng cho hãng xe đạp này về sau. Từ năm 1995 đã gặp muôn vàn khó khăn khi mang những kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế. Nhưng câu chuyện nở hoa đã đến vào năm 2001. Chính thức Andy Reeves tiếp quản và thực hiện những thay đổi cần thiết, chuyển hóa từ những kiến thức lý thuyết thành những sản phẩm thực tế và đã rất thành công. Và kể từ năm 2001, BMC như gắn được một đầu đạn tên lửa, đi được nhiều bước nhanh hơn và ngày càng thành công và đã chiếm lĩnh được thị trường ở châu Âu, trước mắt là Thụy Sĩ. BMC luôn sản xuất những chiếc xe đạp tập trung vào ba thuộc tính: chính xác, phong cách và đam mê, luôn nhắm đến những yêu cầu của thị trường và người chơi xe đạp thực tế để sản xuất ra những dòng xe để mang lại giá trị thực tế và đem lại lợi nhuận của công ty trước. Các nhà nghiên cứu tại BMC luôn đặt ra mục tiêu là những chiếc xe đạp của họ phải trông rất đặc biệt để làm nổi bật thương hiệu trong các cuộc đua, ngay cả khi các bạn không nhìn thấy logo của BMC. Đó là phương châm quảng cáo và định dạng thương hiệu ngay từ những ngày đầu. Ngay sau khi BMC đạt được một số thành công trong kinh doanh, một chiến lược thứ hai của BMC là đẩy mạnh thương hiệu, hào phóng tài trợ cho đội đua riêng tại trụ sở ở Mỹ. Và đến năm 2007 và năm 2011, họ đã có những thành công lớn trong các giải đua xe đạp. Cho đến nay, BMC vẫn khẳng định được giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế xe đạp với tư cách là một nhà sản xuất xe đạp mang một phong cách riêng. Để sống trên thị trường không phải lúc nào cũng đội đua, lúc nào cũng chiến thắng, mà đó là thực tế nhu cầu của thị trường. Vì vậy, hãng xe đạp BMC cũng có rất nhiều dòng sản phẩm phục vụ đến vận động viên chuyên nghiệp, đến các cá nhân cần dòng xe đạp tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, hay bắt kịp xu thế của hiện nay là những dòng xe đạp e-bike để mở rộng tiệp khách hàng của mình và hầu như bao rộng hết các phân khúc dòng xe đạp. Và mức chi phí để đầu tư cho những dòng xe đạp đua chuyên nghiệp của BMC lên đến hơn 14.000 euro. Bên cạnh đó, để có mức giá chi phí tốt hơn thì sẽ có những dòng xe đạp gravel, mountain bike, active là những dòng xe đạp touring phục vụ đi phố và tập thể dục thể thao, được thiết kế dè chắn bùn cũng như có phiên bản trợ lực điện để mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi đi phố. Ngoài ra, những dòng xe đạp trợ lực điện của BMC cũng rất nhiều sự lựa chọn từ tay ngang đến tay còng để giúp các bạn chinh phục được những con đèo cũng như đoạn đường dễ dàng hơn và mọi đối tượng có thể chinh phục được nhờ phương pháp trợ lực điện. Và một điều đặc biệt của những dòng xe đạp BMC là đa số các mẫu xe như dòng xe đạp road, xe đạp gravel hay xe đạp leo núi, xe đạp đường phố đều có phiên bản trợ lực điện. Đây chính là một nhu cầu của thị trường để giúp BMC tiếp cận được khách hàng dễ hơn. Bởi trợ lực điện sẽ giúp các bạn đi xe đạp nhẹ nhàng và ít tốn sức hơn. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi một chiếc xe đạp giá thấp nhất của BMC là bao nhiêu tiền không? Nếu một dòng xe đường phố dành cho BMC, các bạn phải bỏ ra ít nhất hơn 1.700 euro để sở hữu được dòng Urban 257 của BMC. Sơ qua về cấu hình thì bộ phụ tùng truyền động cũng được trang bị S-Ram và các bộ phụ tùng nổi tiếng như Shimano hay các linh kiện khác đều là đồ cao cấp. Một điểm mạnh của một hãng xe và thể hiện công nghệ nhiều nhất đó là tập trung vào thiết kế khung xe và vật liệu làm khung. Với BMC, ACE cộng là công nghệ tiến hóa composite tăng tốc. Với công nghệ ACE này được BMC phát triển để nâng cao hiệu suất di sản thành công của những dòng xe đạp Team Machine. Với công nghệ ACE sẽ được tính toán các mặt cắt ngang của khung carbon để có được một hình dáng chịu lực tốt nhất trên khung sườn. Sau khi tính toán và thiết kế, Team Design sẽ phát triển hàng nghìn mẫu ảo để tạo ra được sự cân bằng hoàn hảo về hiệu suất dựa trên 3 tham số: độ cứng, trọng lượng và tuân thủ luật quốc tế quy định cho khung xe đạp. Bên cạnh khung sườn thì hệ thống tay lái của BMC cũng được thiết kế được gọi tên là ICS,
Có thể gọi theo một cách chuyên nghiệp đó là hệ thống buồng lái tích hợp, hay các bạn có thể nói là dây đi âm trong tay lái. Với ICS là một liệu carbon và ICS2 là đại diện cho 4 năm cải tiến về kỹ thuật và thử nghiệm trên thực tế. Nói về công nghệ lý thuyết thế thôi, đa số các hãng đều có một công nghệ riêng để nâng cao hiệu suất và cạnh tranh trên thị trường xe đạp. Tuy nhiên, với BMC là một trong những dòng xe được sử dụng nhiều nhất tại Thụy Sĩ, Hà Lan, Bắc Mỹ và Nam Phi. Đây là một trong những quốc gia mà đội đua của BMC đã giành được nhiều giải từ MTB đến những dòng xe đạp road, cũng như đã được xếp hạng là đội đua UCI MTB World Cup hàng đầu trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên, một điều cân nhắc thật tâm đắc đó là nếu các bạn thấy một dòng xe BMC, hãy thật cẩn trọng vì mức giá tại Việt Nam của nó có thể lên đến 350 triệu đồng cho những dòng xe đạp Road Machine mà Tâm Đức đã từng có cơ hội review em nó. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về những dòng xe đạp BMC cũng như chính sách nhập khẩu chính hãng, các bạn hãy liên hệ ngay bộ phận kinh doanh của Tâm Đức nhé. Bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn trong các video lần sau.